Đây là người lớn không hả? Không có chó nào đây mà chỉ ha. Bỏ xuống con, bỏ tay ăn xuống. Ăn có nồi ngồi có hướng con. Cô chú bác mình không mà chỉ vậy là mít lòng lắm. Dạ. Vô thấy không vui rồi. Hi everybody. Em. Mấy cô ở đây là người miền Tây chứ không phải là người Tây cho nên mình cứ nói tiếng Việt đi. Hoảng loạn quá quên luôn. Dạ. À, con chào 1 2 3 4 đông quá, con chào mọi người. Dạ. Mọi người chào con. Dạ. Chào con. Cầm giày mỏi quá, để đây. Ê, hả? Coi bộ không có duyên ha. Thấy nó kỳ kỳ sao rồi đó. Dạ. Dạ. Ủa sao im quá vậy hả? Hơn chắc mọi người đang chiêm ngưỡng em thôi. Dạ. Thấy vậy nè, gái thành phố mới về quê. Mà sao thấy bạo ha. Trời ơi, tao nói người lớn ngồi cả bầy ở đây. Ê, cái gì mà cả bầy, cái gì mà cả bầy giống chó vậy trời. Người lớn ngồi ngồi đầy đầy nhà như vậy. Mà tao nói ôm nhau xà nẹo. Trời mắc cỡ chết. Không phải, tại vì cái chó rượt nó sợ chứ không phải gì hết. Thấy chó nào đâu. Nó không muốn ôm, nó ôm vậy thôi. Thôi cô ơi, cho qua đi. Chắc má anh Phong. Đúng rồi. Dạ. Dạ con chào bác gái. Con nhìn từ xa thì là con biết bác gái là mẹ của anh Dũng rồi. Rồi cái khuôn mặt á y chang như anh Dũng luôn, trẻ đẹp quá trời. Với lại cái áo tím á, mặc cái màu này nhìn thấy cưng lắm nha. Kiểu mà nhìn trẻ trung, với lại con thấy cái nơ trên đầu á nè. Bữa nào không xài nữa cho con với. Dễ thương quá. Con gái. Má anh Dũng ở đây nè. Trời ơi, bởi vậy con nói là con nhìn là con biết được liền luôn á. Cái sống mũi của bác với anh Dũng y chang nhau. Cái khuôn mặt cũng ốm ốm y chang nhau luôn nè. Mà bác, cái màu bác bận là rất là nhu nha. Chứ cái áo tím này là con nhìn nó hơi mà kiểu mình bị chói á. Chói là sao? Bớt lại xin. Bác trai không? Để giới thiệu cho. Dạ con xin lỗi mọi người, tại vì đang bị hoảng loạn cái vụ con chó, cho nên là tinh thần không kịp. Giới thiệu với em, đây là má anh. Dạ. Đây là ba anh. Trời ơi, anh ổng sao này không nói em. Bữa nói ba anh bị hói vậy em mua mấy bộ tóc giả. Tóc giả người ta chạy sẵn lên gì nè, mua về. Không sao, để lát nữa con kêu người ta ship về. Con alo cái ship về chiều bắt nhận được. Đây là cô Som. À hồi nãy nói hả? Ừ, đây là cô Liệu. À cô Liệu, nhảy. Cái gì vậy? Con, trời ơi. Tôi nhảy. Thôi, thôi bà. Trời ơi, con ơi, người ta bị liệu. Hả? Mà con từ ta tên Liệu nữa. Mà cái người Liệu nói cái gì ta có làm theo. Dạ. Nó không biết, thôi đừng giận. Không phải, tại đó giờ con nghe người ta nói cái vụ Liệu này mà con chưa thấy, con mới thử nhảy. Trời ơi. Thôi. Tao tán mà phát là mày xèo cái hàm mày à. Nó tao nói ơi. Mày nói là Liệu mà sao mày cứ kêu nhảy hoài bà vậy? Yên ơi, tôi chúc mừng hai vợ chồng. Sao? Trời ơi, có dâu có duyên quá. Bước vô là tôi thấy nó kỳ kỳ rồi đó. Mà tôi ráng tôi nhìn rồi, chúc mừng anh chị nha. Thôi nó nghe nè. Thôi bây giờ nhà tôi có khách khứa rồi, thôi về đi chứ ở đây làm chi. Trời đất ơi, cái gì kỳ vậy trời. Đuổi thẳng đó luôn á. Bà chơi đuổi thẳng mặt vậy. Trời ơi, chứ tôi đâu có mời qua đâu. Trời ơi, từ vợ chồng tôi là ra nhà vui nhiệt của nhà vợ chồng tôi thì... Tự nhiên lối sớm qua giờ thấy rồi, thôi đi về đi. Thì qua chúc mừng cái thôi. Mừng gì nữa thì thấy ra nó về thì biết sao không. Cái này là con thấy bác gái đang coi như là hả đuổi khéo lắm, nhẹ nhàng lắm luôn rồi đó. Chứ con hả là con kiểu dây. Trời ơi, nó rắn mắt ghê luôn vậy đó. Thôi hai đứa nữa, đi vô trong, xách đồ vô trong, gia đình mình nói chuyện. Đi. Dạ. Nó làm tôi cười sặc luôn đó bà. Ê, coi chùm đẹp chưa, đẹp chưa? Nè con. Dạ, bác ơi, con có ít quà xin biếu tặng hai bác ạ. Trời ơi, để xuống dưới, để chú. Ôi, cảm ơn con nghe. Con dạ. Sáu ghê lắm, có điều. Thương con dâu, sợ đem đúng một ly nước cam một hả? Đúng rồi, con uống thì nhà con quẹt. Nè, quậy lên chứ không được uống nghe. Biết sao hùng, đi đường xa chắc mệt lắm hả con? Ôi, uống nước cam cho có vitamin C cho nó khỏe. Dạ. Khỏe xong rồi, ăn dưa hấu vô, cho mát ruột. Con nực nổi, chưa mát cái khăn lạnh. Trời ơi, nãy giờ bác không nói
đi con xuống con phụ ba. Ôi phụ gì, con là khách khứa mà, tới dạ. Đây ngồi chơi thôi. Nè con biết không, bà thấy thằng Dũng nó vẫn còn về đây đó, ra mắt này kia nọ đó, bà vui trong bụng cho nên bà vui dữ lắm, bà sung dữ lắm. Rồi này bây giờ uống nước cam xong rồi anh dắt vô cất đồ nghỉ ngơi nè. Dạ. Khoan, để cho nè. Cho bác hỏi một chuyện ha. Hỏi cái dạ. Gì ông này ngộ ghê, thích cười quá à. Trời ơi cháu nó về đây nó ở, nó ở lâu dài chứ phải ở đi liền sao mà hỏi han vậy. Để cho đúng nó nghỉ ngơi đi mà. Vô nghỉ ngơi em đi. Dạ. Ê khoan, con gái. Sao gia đình con đông anh em không? À, dạ, con là con một ạ. À dạ. Dạ. Ê, con tên gì mới nghe anh Dũng nó kêu. À, Bảo dạ. Anh. Dạ Bảo Lê Ngọc anh. Bảo Anh ạ. À. Vậy hả? Ông ngộ quá ha, con gái mà tên anh. Rồi cái đi đâu kêu anh nó kỳ kỳ. Con mình nó kêu có chữ lót làng hoàng là Bảo Anh chứ phải là anh không đâu. À. Ê, con tuổi gì vậy? À, dạ. Ô, hỏi tuổi chứ không cần tuổi. Dạ, bây giờ không sao, ăn thuộc cái mạng hai đứa có hợp hay không? Dạ. Con mạng gì? Dạ con mạng Vinaphone. Ê bác mạng mua bài nè. Ủa trời ơi, nếu mà cùng mạng là mình gọi đổi thúng tiền hết. Nè, bà trở về thực tế đi hả? Làm gì có chuyện mà Mobifone rồi Vinaphone cái gì tùm lum, mobile cái gì ở đây vậy? Là tôi hỏi là mạng hai đứa đó, gì mạng Kim Bọc Thiểu Hoa Thổi đó. À, dạ. Ở đó nghe này dễ thương quá. Con ở trên thành phố á, ba mẹ con làm cái gì? Dạ gia đình con làm kinh doanh ạ. Ồ, kinh doanh trên thành phố chắc là buôn bán bự lắm á. Dạ không, thì ba mẹ con cũng làm nhỏ nhỏ với người ta thôi, nhưng mà tại vì con nghe hay người ta hay nói ba mẹ con là doanh nhân thôi. Trời ơi, bác dạ. Thì thường nghe nói là doanh nhân thành đạt là những người làm buôn bán lớn đó. Trời con bé này nó khiêm tốn, tôi chịu cái tính này nè. Thôi con mệt rồi, con đi vô con nghỉ ngơi đi ha. Dạ. Dạ. Được chắc vô chứ má. Dắt vô đi con. Dạ. Trời em mới đi đường xa mệt cho nó nghỉ đi. Đi. Dạ. Bảo anh. Kéo qua ly qua anh xách chút. Anh qua anh kéo cho em đi. Thôi nè. Khoan đi. Để bác hỏi. Con làm nghề gì? Dạ con làm stylist ạ. Cái gì? Stylist là giống như kiểu mình thiết kế trang phục rồi mình tìm trang phục cho đẹp cho người ta mặc, người ta thay đổi hình ảnh đó bác. Cũng như là may đồ á hả? Thợ may đó hả? Thợ may gì? Phải dạ. Không? Thợ may phải không? Trời ơi ở dưới quê con cứ nói vậy cho nó dễ chứ con nói tiếng Tây tiếng Ô bác không có biết. Trời ơi con kiếm gì nghề sao phải chọn nghề thợ may vậy con? Thợ may nó cực lắm. Trời ơi ta nói gì thức đêm thức hôm rồi ngồi còng xương sống cống xương may cho ta bộ đồ. Ô đang ăn đã có nhiều tiền đâu rồi mình ngồi riết á con cái bị thoát gì để đệm rồi xanh con nó khó lắm, khổ ghê luôn, sao biết bao nhiêu nghề cũng chọn. Trời đi ra là được rồi ha. Dạ có xin lỗi hai bác ạ. Dạ. Bác còn nhiều câu hỏi muốn hỏi con lắm. Dạ trời ơi thấy cưng ghê, hai đứa nó tình tứ. Kỳ này là thiệt rồi ông ơi, thằng Dũng nó dắt nhỏ về là thiệt rồi. Tôi định hỏi con một câu thôi à. Kỳ này là thiệt rồi ông ơi, tôi vui quá. Bà ngộ ghê, tôi hỏi con nó một câu bà không cho hỏi rồi cuối cùng bà hỏi nó dài thòn luôn à. Nhà này tôi là chủ để tôi hỏi. Thì cháu biết nhà này bà là chủ nhưng mà cũng phải vừa thế này. Ủa nè cái này nước bà làm cho nó uống mà. Ừ nhưng mà tôi làm nè cho nên tôi có quyền tôi uống. Cảm thấy tôi lo lắng ân ẩn quá à. Ân ẩn gì? Tôi nói chung là lo cho bà đó. Trời đất ơi mệt ghê á. Cái lo bò trắng răng làm gì? Ông thừa biết mà tôi rất là có nhiều kiểu như là chiêu trò này kia để cho má ông phải cảm thấy là khủng bố tinh thần. Và má ông quyết định là tống tiễn tôi lên đường. Như vậy tôi nghĩ là kế hoạch sẽ thành công. Cái gì? Bà làm cái gì bà la làng la sớm lên vậy? Thì thằng Sĩ nó đi công việc, thì bữa nay nó về không kịp thì thôi chứ có gì đâu. Nói ông đơn giản quá à. Tại sao thiếu gì ngày không kêu, lựa cái ngày quan trọng là lệ kêu. Mà nhận hàng gì mà nó xa, giống như ở dưới Cà Mau mà ra Túc ở Hà Nội gì đó. Ôi, má tôi được cái nói chuyện to ồn giòn. Nói nghe hồi xưa lúc mà mới cắm đốt pháo nghe má tôi nói chuyện tôi vui lắm, tưởng tiếng pháo nó y đùng. Mà giờ càng ngày càng nghe càng khó chịu, giống như tiếng súng bên tai, tiếng đại bác kiểu cho. Tôi đang lo vậy nè, buổi sáng á mà tôi ngủ á là kiểu âm thanh rồi phải yên ắng, mà tôi nghe má ông nói chuyện ngoài đó chắc tôi không ngủ được luôn quá. Mà bữa nào má ông vui má ông gõ cửa phòng mà kêu ba một cái, tôi thiệt chồng đang ngủ mình lại tôi rớt cho coi. Làm quá. Cái chuyện ông bực mình quá. Bà ở đâu vậy? Đi đâu hỏi chi? Tôi đi theo. Bà đi tôi không biết đi hả?
Nè, hồi sáng thì vô bị chó dí có sao không, có mệt không? Mệt chứ sao không mệt. Trời đất, tôi nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần. À, trời ơi em mệt quá à. Trời ơi em mệt gì vậy? Hồi sáng cái chó dí em chạy hả? Em mỏi chân quá trời luôn. Bây giờ bóp dai cho em đi nè. Tiện mỏi chân cái bóp dai mà nổi bị khủng. Bóp chân cho em đi nè. Đưa cái chân đây nè. Hai đứa ra ăn cơm nghe. Dạ. Em đỡ mỏi chưa nè? Ôi thích quá à. Màn hai của vở kịch bắt đầu. Ngon ngon. Ấy. Vậy. Ăn lịch sự lễ phép đàng hoàng, có đũa có muỗng bốc ăn vậy, rồi cái miệng chép quá. Đây là thời điểm vàng, tôi sẽ cãi lại ông, chửi ông xối xả, rồi ông tức quá ông đuổi tôi về thành phố. Vậy là tôi đòi chia tay, không bao giờ quay lại luôn. Kế hoạch thành công. Con. Để cho Bảo Anh ăn tự nhiên đi. Trời ơi, trời đánh tránh bữa ăn, hiểu chưa? Con ta đang ăn ngon lành rồi con nói vậy. Con sao đâu, nó ăn á, vừa ăn mà vừa phát ra tiếng động á, có nghĩa là nó đang ăn ngon. Con thấy má kỳ nha, má không phải là má con ngày xưa nữa. Má nhớ không, hồi nhỏ lúc mà con ăn mà con chép miệng một cái thôi, má đánh đòn con, má nói nè, ăn uống phải nhẹ nhàng lịch sự, ăn như vậy là bất lịch sự. Rồi bây giờ ăn bắp, mất vệ sinh vậy, má cũng không la luôn, làm cái gì, má cũng vừa lòng hết. Trời ơi thì nó thoải mái, nó tự nhiên. Mắc cỡ mà nó là con gái mà nó không mắc cỡ thì mình la cái gì con? Rồi, dạ được mà đúng không má? Rồi vừa ăn không có được vừa nói nữa. Gì đâu, vừa ăn vừa nói thì ăn cái miệng mà. Nó lễ phép nó mới nói chứ, để không lẽ mẹ con nói cho nó không trả lời. Coi như là con coi thường con gái. Rồi đúng rồi, nói văn đồ ăn vô mặt người ta hay sao? Chó tém đâu. Đó. Nói mình sặc nè. Ăn vậy mới kiểu nhà quê đó, ăn bóc bóc cái đồ có đũa muỗng. Giống như con ăn gà chứ, giống như con gà, con cầm con gà con xé rồi con ăn vậy mới ngon chứ con gà mà ăn con gấp đôi đũa. Con chấm này sao được mà ăn. Con gà là mình bóc là đúng rồi má. Còn cái này là mình chả là mình phải lấy đũa đàng hoàng. Đâu bây giờ thử lấy đũa gấp một miếng ăn coi nó cũng ngon y xì vậy thôi à. Ơi. Nè, ăn coi ngon không? Đó ha, y chang. Thôi bây giờ mình gấp chứ. Gấp bóc cho ăn cho nó sướng. Đó là con gấp cho nó ăn thì đương nhiên là nó ngon rồi. Rồi ăn canh có bóc được không? Rồi bóc canh ăn coi. Thì bóc canh là hấp luôn cái mùi này luôn. Ừ. Yên tâm, ai nói gì nói, ở trong nhà này bác có quyền, bác chịu là được. Bác gái chịu là bác trai cũng chịu luôn. Mà cái này hồi nãy giờ không ai ăn không? Con ăn cái này thôi nha. Mọi người đừng đụng vô. Ngon ngon. Tự nhiên đi con, tự nhiên đi, tự nhiên. Trời ơi, không lẽ toan thiệt rồi. Bớt hấp tấp giùm cái đi cha, để đó cho tôi. Ôi bác, bác ăn cái này nè. Được. Thấy cái đó ngon, thấy cái đó ngon. Bác nhìn con ăn là được mà. Đúng rồi, ăn nhiều mà đồ ăn quá trời luôn mà. Ai ăn gì ăn thôi chứ gấp chi. Đúng rồi, ăn ngon nè. Đó. Ủa quên nữa, mà bình thường á bác thức lúc mấy giờ? 5:30 sáng bác dậy rồi. Quét tước sân vườn rồi con, chứ lại lớn tuổi ngủ trễ không có quen. Trời ơi, vậy ngày mai bác ngủ thẳng cẳng đi. Bác để đó, con lo cho. Con sẽ dậy sớm, con lo chu toàn hết tất cả những việc mà mỗi ngày bác làm. Con nói sao, dậy là dậy sớm lắm đó nghe. Dạ. Gà chứ gái mình đã dậy rồi đó. Dạ nghe. Đúng rồi. Trời ơi, bác con kêu là bác ngủ trễ. Ngủ thoải mái để con dậy con làm hết hả? Con lo. Con biết làm được biết, luôn hả? Con biết chứ. Trời ơi, ông ơi, dân thành phố đó không? Dạ. Con trẻ đó không? Trời ơi, tôi chịu nhỏ này quá à. Cho con 10 cái like luôn. Thầy cỡ mấy giờ con dậy được ta? Nếu mà con nói dậy sớm hơn bác phải 5 giờ sáng mới dậy đó. 5 giờ sáng hả? Ừ. Nói được làm được nha. Được. Chuyện nhỏ mà. Ừ.